Mà đến lúc đấy bắt đầu mới lại là cuộc chiến tiếp theo. Cái này thì cũng là một công cụ debug của công cụ dịch ngược, giống như tiếng nói debug này. Thực ra để mà nói hai công cụ này mình bây giờ không dùng, không biết dùng luôn. Mình không biết dùng hai công cụ này luôn. Ý là mình không biết cách để mà phân tích mang quanh hai công cụ này. Hai công cụ này nó thực ra trong này mình nghĩ nó chỉ lướt qua như này để nó giới thiệu thôi. Đây nó chỉ có hai slide. Hai công cụ này dùng rất khó luôn nhé, rất khó. Và thông thường ấy các bạn sẽ cách nhanh nhất ấy, bạn sẽ đối với những mang quanh bình thường bạn sẽ đưa lên qua lớp tuyệt tổ, bạn đánh các trong đấy. Còn quá dùng này nhỏ chịu chứ. Bất kỳ cái gì các bạn muốn nó an toàn hay không bạn đưa đây. Nhưng với dữ liệu bình thường quan trọng bạn phải đưa đây. Ở trong này cũng đặc điểm là nó có khoảng như gần 100 cái engine của các cái hãng bảo mật trên thế giới. Engine tức là các cái máy của nó đấy, sandbox hoặc là những cái máy phát hiện mạng web của nó trên thế giới. Bạn nhìn thấy rất nhiều hãng này, khi bạn đưa file rất nhiều hãng. Vậy là mình có cái process browser này, mình tìm cái process nào mình nghi ngờ mình sẽ đưa process này lên trang này để mình phân tích nhé. Còn sau khi mình đã tìm ra được cái process này đúng là man que rồi thì mình sẽ đưa vào cái lại, quay lại cái máy phân tích của mình sẽ phân tích cái file ấy làm gì thì máy của mình. Cái phần này nó lại liên quan đến cái chương trình thực thi nó lại vào đâu nữa. Các bạn biết trên máy của mình nó có một cái phần là phần avatar. Và thư mục tem chẳng hạn, đúng không? Đây là cái nơi để chứa các file lưu trữ chương trình nó chạy, nó có thể sinh ra các file EKL hoặc các EKL gì đó. Và nó sẽ được tạo ở cái thư mục này, thư mục tem của trên hệ thống. Tạm thời cho đến để nó chạy. Và có thể lưu được một số các thông tin để nó cần thiết để nó chạy cái file đấy. Đấy, mở lên xem có thể những file mình đã từng cài đặt thì đó nó sẽ liệu. Và cái việc này khi mình dùng cái file process explorer ấy, thì mình sẽ nhìn được cái file nó được tạo ở trong đấy, mình sẽ nhìn được tương quan là file cái chạy và khi tạo ở trong đấy cái bộ phận tem thì nó sẽ là phần thứ ba mình tạo. Và trong khi cái lúc mà mình tìm ra được những cái thông tin kiểu như này ấy, ví dụ như là mình bắt traffic mình ra là những cái này nó bị mã hóa này, thì mình lúc ấy mình phải tìm cách để giải mã nó xem nó là cái mã hóa cái gì để mình giải mã cái thông tin nó ra. Có thể lúc mình bắt cái traffic của WhatsApp ấy, trong mình TCP flow flow TCP stream ấy, đúng không? Thì nó sẽ ra một cái dạng những cái luồng như này, các dữ liệu của cái luồng làm việc đấy, luồng kết nối đấy. Nhưng mà trong này có thể dữ liệu đang bị mã hóa, mình tìm cách mình tìm ví dụ như là ở chỗ này, này nếu khi mình hack một cái file ra này, mà cái chỗ góc trên này nó chữ MZ thì đấy là file nghe khi cái này hơi khó hiểu các bạn đúng không? Cái này
khác mình sẽ cắt thời gian thì mình chỉ giới thiệu qua thôi nhé. Mình sẽ tập trung vào những cái module mà bạn cần thiết sau này để làm. Cái em clip là lúc nãy mình nói là liên quan đến public và private này nhé. Có cái gì mình nói rồi thì có thể là đã nói trước. Đây là em clip cây cây để xin gửi đến CC này. Đây quá trình run xong blogger này. Lúc nãy mình đã nói quá trình này rồi. Mình sẽ bỏ qua quá trình này nhé. Đây mình nói rồi. Tức là em clip thì bằng cái cận toán. Ví dụ như AE, ES, đúng không? Ngựa đối xứng rất nhanh. Ok, xong. Nhưng mà cái công nghệ mà để nó mà em biết cái key ấy thì nó lại dùng cái dạng RSA public và private key. Em nói đau mũi quá. Anh mang về detection. Mang về detect này xem là nó có. Đây là cái mà lúc nãy giờ mình đang muốn nói với các bạn này. Đây bây giờ các bạn muốn tìm một con Trojan trên máy mình, bạn sẽ tìm những cái gì, đúng không? Các bạn biết là trong máy của mình những cái phần mềm khởi động cùng Win thì nó nằm ở đâu nhỉ? Đây này. Start program này, đúng không? Nó sẽ làm những phần mềm khởi động của máy nằm ở đây. Kiểm tra ngay trên đây có luôn. À, kiểm tra trên Task Manager này. Phần startup bên ngoài đấy. Đấy là những đây là những cái nào mà enable đấy, là những cái sẽ khởi động cùng hệ thống gì và khi con man que nó có chức năng gọi là persist cùng, tức là chức năng lưu trú trên máy. Persist cùng tức là nó lưu trú lâu dài trên máy thì nó sẽ có một cái tiến trình này. Và mình phải tìm kiếm những cái port nó đang mở. Như mình nói với các bạn là những port nào trên 1024 là cần phải chú ý, đúng không? Những cái port ví dụ mấy nghìn, 4000, 4004 hay là 5566 hay là cái gì đấy đó. Cao cao là mình phải chú ý, chứ không một cái dịch vụ là mình port cao đấy. Cẩn thận. Và tìm kiếm những cái process đang chạy, đúng không? Mình bật trong Task Manager lên mình một đống các cái process đang chạy, đúng không? Đấy, mình tìm ở các cái ng, tức là những cái giá trị mà như mình nói. Ví dụ con malware nó sửa đổi các cái giá trị của cái chi để nó làm mục đích gì đó, mình phải monitor này. Cái này có cách monitor scan những cái device driver. Có thể bạn cài vào trong máy của mình cái device mà chúng ta nói là những cái file được tạo. Windows Service Network Activity, bạn sẽ bắt quay sát để nhìn ra một số các cái. Hoặc là mình có thể span port, đúng không? Trên ở mức cao thì mình sẽ span port switch các thứ ra để mình tìm những kiểu những cái service nghi ngờ. Cái service là tự nhiên nhiều này, đúng không? Kết nối nhiều đến cái địa chỉ này, hoặc là kết nối những cái thông tin quan trọng liên quan đến cái cầu tài khoản cá nhân.
review này. Nói chung là cái mình đã nhìn thấy cái net start để được dùng của các cái phần mềm TCP view này mình ra được khoảng bao nhiêu. TCP view này nó ra được như này, nó là phần mềm bộ công cụ Sentinel Shield. Nó ra được ví dụ như các cái máy đang kết nối như nào này, cái PPID là bao nhiêu, cái PPID là bạn kết hợp với các process decoder hoặc là process Forcemon, tức là monitor các cái process trong máy thì ra cái ID này dùng với cái các cái IP. Ba thứ mới là gì? Điều phân cứng, phân cứng, phân cứng, phân cứng, phân cứng, phân cứng. Nghi ngờ suspicious. Bạn có nói gì? Ngày gì? Không quan trọng. Bây giờ phải tìm, tìm ra là cái IP, search cái IP này, nhưng mà IP này là của cái dịch vụ nào? Có thể là của Google, không không cần port đâu. Copy được IP đấy, xong rồi quy nguyên tool hoặc là what my IP à nhiều cái không phải dùng Google thôi, không dùng IP dùng cái sys sys concept của tôi đấy, sẽ được đấy IP đấy nhiều đấy hả, cái concept sẽ là gì ra được tất cả này concept quy nguyên tool
your service. Cái này thì nó hơi khó này. Này thì nó liên quan đến nhiều thứ lắm. Tức là ví dụ như là cái service, bạn nhìn thấy cái service này đúng không? Nó không phải là của thằng system chẳng hạn đúng không? Thì điều đó chứng tỏ là nó không phải là của hệ thống của Windows đúng không? Thế này. Cái encryption này không thuộc cái làm cho cái system đó. Cái system là C ấy, của C system ấy. Nó chứa những cái hạt này. Say program. Thì có hai dạng để mà mình có thể phát hiện ra những cái phương thức của thằng malware này, các bạn nhìn thấy không? Trong cái phương thức đầu đây là cái thằng code emulation, tức là giả lập đúng không? Giả lập cái code, tức là ví dụ như là bạn có thể chạy luôn cái giả lập, tức là giả lập cái môi trường có như cái máy tính của mình đúng không? Đây là inside của cái virtual machine này, tức là cái máy ảo như cái máy tính của mình, và có giả lập CPU, memory và hoạt động bình thường. Đấy. Sau mình cho cái malware để chạy, ví dụ thế, và mình sẽ tìm đúng không? Mình sẽ tìm những cái công nghệ bên trong cái con malware và cách nó sẽ ảnh hưởng cái máy này như thế nào. Đấy. Thì đấy là cái giả lập môi trường. Còn cái heuristic analysis này thì có thể là static hoặc là dynamic. Ví dụ static là bạn xem mã code như lúc nãy là dùng cái only debug đấy, bạn sau rồi mã máy của nó thì bạn tìm các chức năng của nó thông qua cái việc là các bạn biết là một chương trình nó chạy đúng không, thì bắt buộc nó phải đưa về mã máy đúng không, máy tính mới hiểu. Nếu không đưa về mã máy thì không, máy tính không thể hiểu được. Thế cái chương trình kia nó như một cái trên, nó gọi là debugger, bởi vì là nó sẽ chuyển về mã máy. Nhưng chương trình đến mã máy nó đọc được hay không là vấn đề, là mình đã xác định đúng cả chương trình malware chưa, hay là nó đang sử dụng các kỹ thuật mình không biết, thì nó làm dối mình đâu, không biết đoạn nào là malware đấy. Thì hoặc là dynamic là, tức là đảo dynamic là mình dùng các công cụ như vừa trên, có một số công cụ đấy để mình monitor các cái con malware nó đang trên máy của mình, nó đang như nào, một số bất thường.
cái kiến trúc ấy, cái cấu trúc của cái file code. À, thì xác định cái code của anh em mình nói đấy, để tìm ra cái code của nó, cấu trúc của nó. Tức là nếu mà nó là một cái file dạng gì đấy, thì cái cấu trúc code của nó sẽ tương ứng như vậy. Nhìn thử kia chắc là phúc quá. À, có gì đâu nhỉ? Cái này nó bảo là tránh những cái việc mà nhận những cái chương trình thông qua những cái chương trình chat này thôi, đúng không? Đấy, những kiểu những cái sim trên đường đấy, đúng không? Default config, đây là mình cài đặt những thông thường default config là để xử lý config này, rồi cấu hình config default, đúng không? Nó hay bị attack với những cái đấy. Đây này, hoặc là disable những cái functionary và những cái chức năng mà mình không sử dụng đến. Disable đi. Monitor cái gì cơ rồi, cái network traffic tức là cái traffic bên trong mạng của mình ấy, thì mình thông thường mình sẽ có ADS, đúng không? Hoặc ADS hoặc là cái chương trình CRM mình sẽ tránh download và duy những cái phần mềm ứng dụng từ những cái nguồn tin tưởng, đúng không? Cái này thì nói thì dễ nhưng mà càng khó. Nhiều lúc đi tìm cái phần mềm biết chỗ nào là tin tưởng là cũng không, đúng không? Có sự nói các bạn như vậy. Cái này tưởng đến mất phí. Khó nhưng mà mình vì là mình đã học qua rồi thì tốt nhất là mình lại biết cách monitor rồi, đúng không? Biết cách sử dụng cái monitor cho nó chạy lên máy ảo monitor là ký ok. Hoặc là mình mang về cho mình vứt lên antivirus, mình hát sinh, mình có cái mã hát của nó vứt lên antivirus, có hiểu không? Thì mình sẽ xem là cái này có phải văn vay không. Đến lúc bài làm phân tích thì sẽ cùng kiện nhé. Vì nó có nhiều lý do mà bây giờ giải thích nó không hết được. Rất nhiều lý do liên quan đến cái việc là tại sao mình phải áp dụng khai hát lên. Đây, rồi các cái thiết bị lưu trữ này, rồi update các cái bản vá security này và những cái có cái này nữa này, lỗi mình làm theo các cái hướng dẫn trên mạng ấy, những cái trên mạng ấy nếu mình không rõ về cái command line làm cái gì và cái script đến chạy như nào thì mình không nên làm theo nhé, mình không nên chạy như nó nhé. Yeah, mình phải hiểu nó đã được không nên tăng quá nhưng mà cái quá thân thương tương lai này sẽ là mù này, đúng không? Cái này sẽ là kiểu như mù này, đừng có mà kiểu như mù một tháng hàng nhau cái thiết lập này. Manager location workstation thì là cái file nó integrity đó là nó tính nguyên vẹn của các file, đúng không? Thông qua việc check sum hot bay antivirus icon intrusion detection software tức là đây là ADS. Cái này là virus antivirus và icon khi bật những cái này lên là nó cũng chống được khoảng 70-80% nguy cơ, còn những cái mà nếu mà nó lo qua được những cái này thì nó sinh ra thôi hoặc là nó do mình chạy. Bọn này nó sang Google
Yên tâm, phần mềm an toàn. Nhưng mà không thể an toàn một người đúng không? Cho cái ảo mình làm, mình sẽ cho cái ảo là. Máy mình phải có phần mềm antivirus nha, lúc nào phải có, kể cả nó chắc hạn. Chắc chắn là có Windows Defender rồi. Windows Defender cũng là ngon rồi. Kể cả chắc hạn thì các bạn phải có. Thank you.
Là làm xong các kia thì mình làm lại.